Đam Ri, Đà Lạt thuộc huyện Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, cách trung tâm thành phố Đà Lạt 100 km và cách thành phố Hồ Chí Minh 200 km theo quốc lộ 20. Đến trung tâm thị xã Bảo Lộc sẽ có đường hướng dẫn vào thác, đi khoảng 18 km. Thác Đam Ri nằm trong khuôn viên quần thể khu du lịch Đam Ri với tổng diện tích gần 1.000 hecta. Thú vị nhất là xé gió đại ngàn cùng hệ thống máng trượt núi hiện đại, đang nắm giữ hai kỷ lục là nhà ga có điểm xuất phát cao nhất là 12m, máng trượt núi dài nhất Đông Nam Á 1.650m, được đưa vào hoạt động vào năm 2010. Mỗi xe trượt gồm 2 người và tự điều khiển, tốc độ bằng tay cho phép thì mình có thể nhanh chậm là do mình, tùy mình, và sẽ cho mình cảm giác khám phá thác Đam Ri thực sự rất là thú vị các bạn. Hiện tại tụi mình sẽ chuẩn bị trượt đúng không? Anh kêu là gì? Đúng rồi. Ván trượt. Ván trượt sẽ đi quanh một vòng Đam Ri để chúng ta tham quan. Sau lưng mình sẽ là những người bạn. Rất là hào hứng các bạn ơi, chuẩn bị trượt thôi. Yeah. Trời mưa trơn trượt đi từ từ nha. Dạ. Nó đẩy sâu quá, chạy nhanh quá là phải kéo lại nha. Nguy hiểm đó. Không quay thôi. Ủa hiểu mình buông nó có tự chạy không? Chậm đúng không? Em thắng lại cho rồi anh chụp. Em cứ chạy đi, mình quay được mà. Chạy đi. Chạy bình thường luôn á. Không có rớt đâu. Cái chỗ loạn này thôi. Thôi chụp. Đẹp lắm ha. Quá đẹp các bạn ơi, thật sự khi mà tham quan thế này mà khi lúc mà chiều mưa thế này là càng tuyệt vời hơn. Wow, chụp cho mình đó hả? Chúng ta đang xuống vòng tròn Mekong, Mekong. Các bạn ơi, mình có thể tự điều khiển á, nên là mình có thể thoải mái. Và đứng cho sát nhau quá là được rồi. Yeah. Tụi nó đang la các bạn ơi. Wow, wow. Thấy ai chưa? Sao đừng có ai không? Chưa. Kéo thẳng, nó kêu mình kéo thẳng gì kìa. Rửa ra. Rồi chạy. Qua luôn. Chúng ta vừa tới nơi. Ai có ai đá cho quần chưa? Có ai đá cho quần chưa? Qua thác kìa các bạn ơi, bên kia là thác. Các bạn hiện tại đang thác Đam Ri.
Wow.